Ngày hôm nay thì có một cái thông tin không được tốt lắm mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới Ấn Độ. Thì thông tin là Ấn Độ lại muốn cấm tiền kỹ thuật số và chi tiết hơn là Ấn Độ muốn cấm giao dịch tiền kỹ thuật số. Cái thông tin này được chia sẻ trên rất nhiều những cái trang web và Thuận cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn để cho các bạn hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại. Tất cả những thông tin cho mình thấy được là phần lớn là trích nguồn từ trang web Bloomberg Quint. Thì trước hết các bạn thấy là cái thông tin liên quan tới Ấn Độ muốn cấm tiền kỹ thuật số không phải là một cái thông tin mới gì Đây là thông tin Thuận đã từng chia sẻ với các bạn trong nhiều video Thuận nhớ là cái video cuối cùng Để Thuận xem coi là chúng ta lên trên YouTube của Thuận Capital các bạn uh, tìm kiếm Ấn Độ thì các bạn thấy được là cái thông tin mà Ấn Độ muốn cấm tiền kỹ thuật số đó là thông tin hồi đã chia sẻ cách đây là 3 tháng thì cho tới ngày hôm nay chúng ta lại nhận thêm một số những cái thông tin một số điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cho đến ngày hôm nay có nghĩa là ngày 15 tây tháng 9 năm 2020 là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam hôm nay là ngày 16 tại ngày thứ tư thì chúng ta vẫn chưa có một cái thông tin chính xác nào ngoại trừ là chúng ta thấy là sẽ có một cái luật nào đó được đưa ra quốc hội của Ấn Độ để mà bỏ phiếu và mọi người đương nhiên là lo sợ là nếu như mà Ấn Độ cấm tiền kỹ thuật số thì lúc đó tiền kỹ thuật số như thế nào tại vì các bạn thấy được là ước tính thì cái số lượng người mà sử dụng mà giao dịch tiền kỹ thuật số ở Ấn Độ có thể lên tới là 1,7 triệu người là một con số lượng người rất là lớn cho nên nhiều bạn lo sợ là nếu như mà thực sự là Ấn Độ muốn cấm tiền kỹ thuật số thì sẽ ra sao và các bạn thấy được là Ấn Độ là một cái quốc gia mà không có cách nhìn rất là tốt về thị trường này chúng ta thấy được là năm 2018 thì cái ngân hàng trung ương của Ấn Độ Reserve Bank India đã đưa ra một cái luật cấm lúc đó không phải là cấm tiền kỹ thuật số mà lúc đó là cấm những cái ngân hàng phụ thuộc vào cái sự quản lý của ngân hàng trung ương của Ấn Độ là không được cung cấp dịch vụ ngân hàng cho những cái công ty liên quan tới tiền kỹ thuật số có nghĩa là những cái công ty như là công ty sàn giao dịch hay là công ty phát triển những cái tiền kỹ thuật số thì không được dịch vụ ngân hàng ở Ấn Độ. Sau đó thì các bạn thấy được là nhiều công ty đã kiện ngân hàng trung ương của Ấn Độ ra to tòa án tối cao cuối cùng thì cũng đã đưa ra cái quyết định là ngân hàng trung ương của ấn độ không có quyền để mà cấm những ngân hàng làm việc với những công ty trong trường crypto và các bạn thấy được là từ lúc đó cho đến bây giờ chúng ta nhận được rất là nhiều những cái tin đồn những cái thông tin là sẽ có một lệnh cấm được đưa ra để cấm giao dịch tiền cửa đột số ở ấn độ và chúng ta cũng đã chia sẻ những cái thông tin trước đây là một người nào đó mà vi phạm thì sẽ bị phạt rất là nặng Thôi nhớ là bị phạt tiền và có thể là vô tù nếu như mà lên đến một con số nào đó Thì các bạn thấy là đây là video 595 những mà nào mà muốn hiểu thêm về những gì mà đã được chia sẻ cách đây 3 tháng Thì Thuận sẽ để cái link của video này trên màn hình cũng như là Thuận sẽ để cái link của video 595 ở phía dưới video này Để các bạn có thể tìm thấy dễ dàng hơn để các bạn hiểu được cái tình hình của Ấn Độ Đương nhiên tất cả bây giờ các bạn thấy được là phần lớn thông tin là đến từ Bloomberg, quên chúng ta vẫn chưa thấy được một cái luật chính thức nào được đưa ra bỏ phiếu ở Ấn Độ. Nhưng mà mọi người có thể là rất là lo lắng nếu như mà thật sự là Ấn Độ đưa ra luật là cấm tiền kỹ thuật số, cấm giao dịch tiền kỹ thuật số thì ảnh hưởng như thế nào đó với giá cả? thì chúng ta có thể nhìn lại năm 2017 tại vì một cái sự việc tương tự cũng đã từng xảy ra với một nước đó chính là Trung Quốc. Các bạn thấy được là Trung Quốc hồi năm 2017 thì hồi tháng 9 năm đó đã đưa ra cái quyết định là cấm hết tất cả giao dịch tiền kỹ thuật số và cấm những sàn giao dịch. Thì một điều mà có thể như bạn nào mà mới tham gia vào thị trường này có thể là không có rõ là năm 2018 Thời điểm đó là những quốc gia mà đứng đầu trong thị trường kỹ thuật số này đó chính là Trung Quốc Rồi sau đó là đến Nhật Bản, rồi sau đó là đến Hàn Quốc Và các bạn thấy được là Trung Quốc lúc đó đứng đầu cái số lượng tiền mà giao dịch ở Trung Quốc liên quan tới tiền kỹ thuật số rất là nhiều cho nên cái lệnh cấm này đã làm cho thị trường có một cái sự xuống giá rất là nhanh chúng ta nhìn lại vào năm 2017 thì các bạn thấy được là đây là cái tình hình của năm 2017 từ tháng 7 cho đến tháng 10 thì các bạn thấy được là giá của BTC đã có cái sự tăng trưởng liên tục lúc này thị trường rất là hot cũng tương tự như thị trường bây giờ các bạn thấy được là giá từ 1.000 lên 2.000 lên 3.000 mọi người lại nói là không ai được tiếp tục lên, các bạn thấy được là tiếp tục đi lên, lên tới cái mức là khoảng chừng là gần như năm ngàn, bốn ngàn, chín trăm đô. Đây là biểu đồ trên Coinbase, nhưng mà sau đó các bạn thấy được là có một số những cái tin đồn liên quan đến Trung Quốc sẽ cấm tiền kỹ thuật số, nhưng mà các bạn thấy là không giống như là Ấn Độ, cái tin đồn này là chỉ xảy ra trong thời gian khoảng chừng là một hai tuần mà thôi. Nhưng mà sau đó chúng ta thấy được cái tin tức thực sự được đưa ra, đó chính là Trung Quốc ra lệnh cấm tất cả các sàn giao dịch không cho người Trung Quốc tham gia vào giao dịch tiền kỹ thuật số. Đương nhiên là người Trung Quốc vẫn có thể là sở hữu tiền kỹ thuật số nhưng mà không được dùng để thanh toán và không được tham gia vào những sàn giao dịch và những cái sàn giao dịch không được hoạt động ở Trung Quốc. Đó lý do tại sao mà các bạn thấy là những cái sàn thời điểm đó ra đời như là Binance sẽ đã nhanh chóng qua những quốc gia như là Nhật Bản để mà hoạt động và lúc đó các bạn thấy là chúng ta có những cái sàn rất là lớn như là cái sàn uh, BTC BTCC Bitcoin China đây là một cái sàn của một người tên là Bobby Lee Đó chính là anh của Charles Lee Có nghĩa là người mà đang đứng đầu của dự án Litecoin hiện tại Thì các bạn thấy được là giá của BTC sau khi mà nhận được cái thông báo là Trung Quốc chấm giao dịch tiền kỹ thuật số thì cái giá từ 4981 đã rớt xuống tới cái mức là chỉ còn có 2970 là một cái tình trạng rất là xấu và làm cho rất nhiều người hoang mang lúc đó hoang mang hơn bây giờ là rất là nhiều tại vì các bạn thấy được là trước hết cái sự xuống giá này các bạn sẽ thấy được là cái sự xuống giá rất là trầm trọng xuống giá là 40,37% trong thời gian khoảng chừng là chỉ có là 10 ngày và các bạn thấy được là cái thời điểm này thì nhiều người hoang mang tại vì thị trường bây giờ các bạn thấy là đang mới thị trường năm 2017 là còn mới hơn là bây giờ rất là nhiều lúc đó chúng ta không có nhiều cái sự lựa chọn như là bây giờ chúng ta cũng không có nhiều những cái sàn giao dịch lớn ở những quốc gia như là ở châu âu hay là ở hoa kỳ mà các bạn thấy được là bây giờ chúng ta có rất nhiều những cái sàn giao dịch ở khắp nơi lúc đó các bạn thấy được là chỉ có một số những cái sàn giao dịch lúc đó thì chúng ta có sàn gemini sàn coinbase sàn kraken sàn bitfinex sàn Bitrex đó là những cái sàn lớn lúc đó và sàn Poloniex khi mà nào mà đã tham gia à, cách đây khoảng chừng là bao năm thì cũng đã nhớ sàn Poloniex là một cái sàn rất là nổi tiếng thời điểm đó chứ không phải là như bây giờ chúng ta có tùm lum sàn và bây giờ chúng ta có rất nhiều những cái sàn phi tập trung cho nên mọi người rất là lo lắng cho nên cái phần trăm đi xuống lúc đó là 40% thì đây là một cái tình trạng hoàn toàn có thể xảy ra có phải là sẽ xuống nặng như vậy hay là không thì thuận đương nhiên là không biết được nhưng mà nếu như mà Ấn Độ ra cái quyết định là cấm giao dịch tiền kỳ được số thì tôi nghĩ là về mặt giá cả giá cả sẽ bị dao động và sẽ đi xuống đương nhiên tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư đây chỉ là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn dựa theo những gì mà đã xảy ra cách đây 3 năm năm 2017 nhưng mà các bạn thấy được là sau khi đi xuống trong cái tình hình mà các bạn thấy là thị trường Bitcoin lúc đó là còn rất là trẻ so với thị trường bây giờ rất là nhiều nhưng mà các bạn đã thấy được là sau khi đi xuống thì giá Bitcoin lại tiếp tục con đường đi lên ở thời điểm năm 2017 và cuối cùng đã đạt cái đỉnh vào tháng 12 của năm đó chính là 20.000 đô mà chúng ta thường hay nói đến. Cho nên các bạn thấy được là ngay cả trong cái tình trạng mà chúng ta nhận được một cái thông tin cực kỳ xấu như vậy ở năm 2017 thì giá của BTC đương nhiên là bị dao động mạnh nhưng mà lại hồi phục rất là nhanh chóng các bạn thấy được là hầu như là cái đợt đi xuống giá này hồi phục lại trong thời gian các bạn thấy chỉ có một tuần thì giá cả đã bắt đầu hồi phục trở lại cái mức là khoảng 4.000 đô và sau đó hai tuần thì giá hầu như đã muốn trở lại cái mức như là trước khi mà nghe được cái thông tin lớn từ trung quốc cho nên điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là tin tức liên quan tới ấn độ có phải là tin tức phớt hay là không có phải là một cái tin đồn mà sẽ không có thực hiện hay không đương nhiên thường không biết được nhưng mà chỉ dù là việc này có xảy ra nữa thì trong thời gian ngắn hạn có thể là chúng ta sẽ đi vào một cái tình trạng là giá của BTC có thể là đi xuống rất là nhanh nhưng mà nếu như mà tình hình của BTC như là năm 2017 mà bây giờ thường cảm thấy là có nhiều sự ủng hộ hơn thì có thể là phần trăm đi xuống sẽ không có nhiều như năm 2017 và sự hồi phục có thể là còn lẻ hơn đây là cái thông tin liên quan tới Ấn Độ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trước khi mà các bạn lo lắng khi mà nhận được nhiều cái thông tin mà không hiểu là sẽ ảnh hưởng như thế nào thì chúng ta hãy nhìn lại những gì đã xảy ra vào năm 2017 khi mà Trung Quốc ra cái lệnh cấm sàn crypto hoạt động ở quốc gia của Trung Quốc và đương nhiên nếu như đây là cái sự thật thì rất là đáng tiếc cho nước Ấn Độ tại vì các bạn thấy được là nước Ấn Độ có thể là không cho tiền kỹ thuật số hoạt động muốn đưa những cái cách để mà đàn áp thị trường này thì sẽ có một cái quốc gia khác chào đón tiền kỹ thuật số thì quốc gia đó sẽ được hưởng những cái lợi đến từ một cái mảng đầu tư một cái mảng công nghệ mới mẻ này và các bạn thấy được là nước Ấn Độ là một cái nước mà có rất nhiều tiềm năng tại vì các bạn thấy được có rất nhiều những bạn trẻ mà có rất là nhiều cái sự hứng thú đối với lại công nghệ cho nên tiền kỹ thuật số ở Ấn Độ là một cái nơi rất là tốt để mà phát triển nhưng mà nếu như mà bị cấm thì như thường nói là rất là đáng tiếc tại vì như thường đã từng chia sẻ sẽ là các bạn không thể cấm Bitcoin Các bạn chỉ có thể tự cấm bản thân mình sử dụng Bitcoin mà thôi Và nếu như mà chúng ta thấy giá Bitcoin điều chỉnh lại mà điều chỉnh sâu như vậy Thì đây cũng là một cái cơ hội tốt Tại vì các bạn cũng đã biết là thôi lúc nào cũng cảm thấy là tôi đã tích lũy 4 năm qua Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy đã tích lũy không có đủ Cho nên thường lại sẽ tiếp tục tích lũy nếu như mà chúng ta có được một cơ hội mua được Bitcoin giá tốt như vậy Và những cái đồng mà có tiềm năng với một cái giá tốt thì đây là một cơ hội rất là hiếm có và đây là tất cả những cái gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được giá trị trong video này và nếu như các bạn nhận được giá trị mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như các bạn muốn theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là telegram channel facebook và twitter và các bạn cũng hãy tìm hiểu một số thông tin ở trên cái mạng lưới của thuận capital.com ở trên trang web này các bạn sẽ tìm thấy những cái thông tin những cái tin tức những cái hướng dẫn mà thuận cảm thấy sẽ giúp ích cho các bạn trong cái lĩnh vực tìm hiểu và đầu tư thị trường tiền thuật số này và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một cái sàn giao dịch nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital như là ưu đãi của sàn nepx đăng ký thông qua link thuận capital các bạn sẽ được điên đơn và những nhờ hỗ trợ cũng như là là các tín hiệu trade miễn phí hay là sàn Binance các bạn có thể đăng ký tham gia liên thông cap được các bạn sẽ được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi hay là các bạn tham gia vào những cái sàn như là sàn Bybit, Coinbase, Remitano hay là, là ứng dụng BlockFi. Đương nhiên tham gia vào trading crypto có rất nhiều nguy hiểm cho nên không phù hợp. Và như mà nào mà không chấp nhận nguy hiểm cao, nhất là như mà nào mà tham gia vào trading margin thì nguy hiểm lại càng cao hơn. Cho nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ trước khi mà tham gia vào trading crypto. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.